Tập 30 chắc 112. Nhìn xem cô ấy đã phẫu thuật xong chưa? Nghe nói chỗ cô ấy đang phẫu thuật là phòng phẫu thuật của trung tâm thể dục thể thao đó. Đi mau, đi gặp cậu bác sĩ này. Rất vui được gặp cậu bác sĩ Lan. Bác sĩ Lan, cậu phẫu thuật giỏi quá. Cả phẫu thuật rất tốt, rất là đặc sắc đó. Bác sĩ Lan, tôi cũng có một bệnh nhân bị gân Achilles và là một vận động viên nổi tiếng, nhưng lại sợ phẫu thuật. Cậu xem qua bệnh án của cậu ấy được không? Morris, bác sĩ Nam Phi. Được, đó tôi xem ảnh Morris. Nhìn qua thì là một vận động viên thì sẽ chọn phương án tối ưu. Sử dụng phương án A, hồi phục sau 3 tháng, rủi ro khá cao so với người bình thường. Nếu cậu làm ở đây, thì có thể hồi phục trong 3 tháng và có thể tham gia thi đấu không? Thường là 4 tháng mới có thể thi đấu. Còn 3 tháng khá khó. Tôi mới làm phương án này nên không có nhiều chuyện để nói. Cậu làm được bao nhiêu ca rồi? Tầm 100 ca. Tỷ lệ như nào? Tất cả đều xem mức tốt. Vậy có trường hợp nào dưới mức tốt không? Hay biến chứng gì không? Hiện tại thì chưa có ca nào dưới mức tốt và biến chứng. Vậy thì cậu có thể làm được ca phẫu thuật này hay không? Ở đây à? Làm tại Trung Quốc được không? Nếu được thì tôi sẽ gọi cho bệnh nhân để nói rõ tình hình. Nhưng tôi chỉ là thực tập sinh thôi. Còn nữa, ở đây là Thượng Hải chứ không phải là Vân Hoa. Bác sĩ Lăng, anh còn chần chừ gì nữa? Vì anh phẫu thuật gân Achilles rất giỏi nên họ mới đưa bệnh nhân qua đây đó. Gân Achilles của người nước ngoài cũng khá giống với người Trung Quốc. Điều này nói rõ là anh được công nhận từ người nước ngoài. Không phải ai cũng công nhận được đâu. Tôi là giáo viên. Rồi ai hỏi cô? Bác sĩ Lăng, mau nhận lời đi. Có thể vào Vân Hoa làm phẫu thuật, cũng có thể ở đây làm. Vâng. Nếu bệnh nhân đến Trung Quốc trước khi hội nghị kết thúc thì tôi sẽ làm ở đây. Còn không thì sẽ làm ở Vân Hoa. Được, tôi sẽ đi sắp xếp luôn. Để tôi báo cho thầy biết rồi quảng bá cho cậu. Quảng bá? Nếu như mỗi người đưa người nước ngoài đi đường ca tìm bác sĩ chữa trị thì cậu cảm giác như thế nào? Vậy tôi sẽ sử dụng mấy cái giường còn lại của lão Trúc rồi. Xong rồi nghĩ nghĩ là vừa Vân Hoa sao? Bác sĩ Lân, thì tôi đâu có muốn cậu vừa đâu. Ở Nam Phi mà sao tới đây nhanh thế nhỉ? Gọi đi, chúng ta bắt đầu đi. Dạng đứt dây chằng điển hình. Có chút co lại. Cơ thể và chỉ số rất tốt nên anh ta sẽ không có bệnh khác. Làm phẫu thuật cho bệnh nhân này là có thể quảng bá đúng không? Hả? Tất nhiên bác sĩ Lan cứ yên tâm. Bác sĩ Lan, bệnh nhân mà chúng ta đang hội chẩn là người Nam Phi còn phương án. Cứ chơi như bình thường thôi, không có gì phải sắn cả. Dưa môn à, đấy chỉ là phẫu thuật bình thường như cân đường hợp sữa thôi sẽ ổn thôi mà. Tôi biết, nhưng anh đâu ở đâu à? Không, nhưng tôi cứ cảm thấy cơ thể của anh rất tốt. Khi phẫu thuật cân Achilles sẽ có rủi ro, có thể xảy ra vấn đề ngồi im muốn. Thì chúng tôi sẽ dùng các phương án khác để chữa trị cho anh. Chỉ cần
Khỏi lại thì các anh muốn làm gì thì làm. Được rồi, mau lau nước mắt đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ủa, chú làm gì mà sao lại có rương tri âm đây? Kinh nghiệm phẫu thuật nhận được 100 lần kinh nghiệm phẫu thuật bàn chân. Đây là rương kiếm dở nhất tới giờ cũng là thứ mình đang cần bây giờ. Diamond, sau đây anh sẽ được gây mơ toàn thon khi tỉnh lại, phẫu thuật đã xong rồi. Tôi sẽ đi thi đấu tiếp. Kiếm thật là nhiều tiền. Chuyện gì vậy? Búp à? Sao ra rương nữa thế? Nhận được 100 lần kinh nghiệm phẫu thuật của bàn chân. Sau khi có được 200 lần kinh nghiệm thì đầu óc suy nghĩ của mình được mở mang hơn rồi. Đợi chút, tôi sẽ đổi sang phương án khác thú vị hơn. Sắp bắt đầu rồi, cậu lại đổi tiếp sao? Đợi tôi đi rửa tay. Lần này mình sẽ cố gắng né tĩnh mạch nhiều hơn lần trước. Cậu định làm vị trí nào? Ba đến năm cm bên phải. Làm vậy thì sao chúng ta thấy được gần Achilles chứ? Ra to hơn thì sẽ thấy ngay. Cả thế giới cũng chỉ có Lăng Nhiên làm phương án Nga, ngay cả thầy cũng chỉ đưa ra lý thuyết. Phong thái tự tin, hiên ngang của Lăng Nhiên có cảm giác như là cậu ấy muốn nói là việc còn lại giao cho tôi. Dù vậy thì cũng không nên thử nghiệm kỹ thuật mới vào ca phẫu thuật này. Mà này, hay là để lần sau thay phương án khác nhé. Theo như ảnh Marie của Diamond, vị trí lối mạch máu của anh ấy còn phải thay đổi một chút về phương án. Nếu làm luôn thì còn phải nói với mọi người là thay đổi phương án phẫu thuật nhỉ? Được. Chuẩn bị tách gân Achilles. Hút khí. Băng gạc. Hút tiếp. Lượng máu đã mất là bao nhiêu? Dạ là 45 mm. Lượng máu mất hơn so với các ca trước đây. Các ca thông thường sẽ mất là 150 đến 200 mm. Lượng máu mất hiện tại là khoảng 70 mm. Nếu ra theo phương pháp mổ truyền thống thì đây là ca mổ có lượng máu mất cực ít cho đến nay. Đây là một trong những nguyên lý của phương án A sao? Giảm tối đa mất máu và tăng độ hồi phục khi khâu gân Achilles. Có thể làm chặt lại vết khâu rồi. Vâng, tôi chuẩn bị ngay. Nhíp. Hút khí. Chỉ BDS. Thao tác này, cảm giác này không thể diễn tả hai từ lợi hại được. Lối mạch máu đã được giữ lại nguyên vẹn bằng trình độ cao. Như này chỉ có những bác sĩ có 5 năm, 50 năm kinh nghiệm mới làm được, vậy mà bác sĩ Lăng làm xong rồi. Cả phẫu thuật này quá hoàn mỹ rồi. Ai nói không sai, như này thì ai chơi lại nữa. Đúng thế. Đúng là trí già thì mắt mọc. Trong phòng bệnh của Diên Môn. Diên Môn, chúc mừng anh nha. Ca phẫu thuật này rất thành công. Vậy vậy sao? Đúng vậy. Tốt quá rồi.
Tôi có thở đá bóng tiếp rồi. Nào đấy chỉ một bệnh nhân ra hẳn ba rung bố. Anh cố gắng hồi phục cho tốt thì sẽ đá bóng được thôi. Nữa hả? Như vậy? Phương án A là của lão chút quá, nhưng thao tác mổ dịch sang phải thì xem như là cải thiện phương án của mình đúng không? Mình có nên viết một bài luận văn không nhỉ? Bỏ đi, mình cần làm mấy cái thứ chuyên sâu với lão chút á, sau đấy thì sẽ liên hệ xuất bản. Bác sĩ Lân, có bác sĩ giới thiệu cho anh một bệnh nhân đấy. Là người nước ngoài hả? Người Trung Quốc có coi clip bị đứt lìa là vận động viên chạy xa nên chân khá dài, còn kêu anh làm phẫu thuật cho đấy. Bệnh nhân ở đâu? Máu đi chuẩn bị đi. Mà bác sĩ Lan, sao thế? Tôi muốn theo anh học chỉnh sửa con cái clip. Anh ta cũng muốn trở thành chuyên gia nội khoa. Tôi biết là thao tác của tôi có chút vụng vỡ, nhưng bác sĩ Lan yên tâm, tôi sẽ cố gắng học hỏi mà. Được. Vâng, chúng ta đi chuẩn bị trước. Trong khi Lan Nhiên làm phẫu thuật thì Moritz đang được rất nhiều người phỏng vấn. Vì sao anh không ngại đường xa mà tới đây phẫu thuật vậy? Anh suy nghĩ như nào về bác sĩ Trung Quốc? Thì cứ tin tưởng vào bác sĩ Lan Nhiên thôi. Bác sĩ Lan Nhiên được rất nhiều người nước ngoài tin tưởng và khen ngợi. Bác sĩ phẫu thuật ở trên Lâu Y Thần cũng là bác sĩ Lan Nhiên sao? Không lẽ đây là chiêu bài của Viện Hàn Lâm chút đồng ít? Trung Quốc đã có thêm một bác sĩ trẻ siêu tài. Bác sĩ Lan, cố Lan Nhiên, cậu nhất định phải chữa trị cho tôi đó. Anh ấy đang ở Thượng Hải, mau đi mua vé nhanh qua đó đi. Bác sĩ còn nổi tiếng hơn cả idol đó anh em ạ. Bác sĩ Lan, tôi muốn gặp bác sĩ Lan. Wow, không ngờ là có nhiều người đến gặp bác sĩ Lan tới vậy á, mấy mà mình không cần phải xếp hàng. Lúc mình nghe lão chút nói có quen với cậu ấy á, rồi nhờ mình đưa cậu ấy cái thứ này. Đến khách sạn tìm bác sĩ Lan thôi. Hồng mẫu sư, sao anh tới đây vậy? Nếu có chuyện gì thì tìm chủ nhiệm hết. Giờ tôi không ở Vân Hoa nên không giúp gì cho anh được đâu. Không không, tôi tới đã đưa cho anh mấy nồi xôi gần Echelet cho lão Trúc đó. Ồ. Gì mà ồ chứ, có chuyện quan trọng này, đây là lão Trúc nhờ tôi đưa cho anh đó. Ừ, cái gì chứ? Rõ là bên lão Trúc đã viết rồi. Tôi nói bác sĩ Lân, nếu mà cậu dùng mấy nồi xôi của công ty chúng tôi thì cái thao tác của cậu sẽ ngày một lên cao. 3-4 phương án. À, của lão Trúc. Còn 1/4 là của mình cải tiến. Sự phân bố và rất tỉ mỉ về nội dung. Cái khó là không có sự trợ giúp của mình thì khi viết sự cải tiến hơi. Anh mau nghe thử đi. Người của lão Trúc không đơn giản mà. Anh ta còn trả thiệp nghi mình nói. Bác sĩ Lăng, tôi nghe nói là viện sĩ bị Hằng Lâm chúc chuẩn bị xuất bản luận văn trên tạp chí. Anh là tác giả đó, chúc mừng nha. Chuyện này, bác sĩ Lăng, tôi có tin vui cho anh đây. Lịch của bệnh nhân sắp xong rồi hả? Gì? Không cho tôi nghe sao? Được rồi, đi ngay đây. Bác sĩ Lan và bác sĩ Kỷ cứ nói chuyện đi, tôi đi trước đây.
Bỏ qua chuyện bệnh nhân đi, tôi muốn cho cậu xem cái này. Đây là phiếu lương mà cơ tốt làm cho cậu, đây là lương tháng trước. Lẽ ra có thêm tiền phụ cấp các thứ. Nhưng cậu chưa ký hợp đồng gì nên cơ tốn không tính cho cậu được. Tôi sẽ không có cái gì cả, vì tôi vẫn là bác sĩ của Vân Hoa. Bỏ đi, giờ cậu vẫn đang là thực tập sinh sao? Tôi không phù hợp ở trung tâm này. Vì bệnh nhân quá riêng lẻ nên tôi sẽ không hợp khi ở đây. Lan Nhiên cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng có ra quyết định nhanh như vậy mà. Thôi bỏ đi, số bệnh nhân hiện tại đang gia tăng rất nhiều. Một số bệnh nhân kiểu kêu là phẫu thuật phải đẹp, nhưng ưu tiên hàng đầu là được phẫu thuật. Bệnh nhân họ làm những việc gì? Vì cậu chú trị cho Lưu Ý Thần và Giamon nên những bệnh nhân đa số là vận động viên. Nói vậy thì cần giảm thiểu số lượng ảnh hưởng khi phẫu thuật đối với hình dáng của chân, lượng máu bị mất, giảm tác động đến cơ quan xung quanh. Còn phải xem ảnh Marie mới có thể đưa ra phương án tốt nhất. Nói đến ca phẫu thuật là thay đổi sắc mặt ngay, may mà mình chuyển chủ đề nhanh. Nhanh chuồn thôi, không cố ý lại nhớ ra đó. Tôi vào trung tâm y học đây, cậu suy nghĩ kỹ rồi đến nhé. Một lúc sau ra đi dạo. Bác sĩ Lăng bị ngứa chân thì có sao không? Tên của Lưu Ý Thần lạ thế. Hạt gì? Xin lỗi nha, bác sĩ Lăng. Tôi thở tay ra cái là nó chạy qua đây. Đại quay quay, không phải là tình địch lúc trước. Ai mà đặt tên gì thế? Á này lạ lắm, bỏ ra tay trước thôi. Hợp dễ đừng có quấy rầy bác sĩ Lăng. Mau, mau quá. Từ thôi. Tính tốn sai rồi. Ấy. Chủ nhiệm hết. Sao ông ở đây rồi? Chắc 114.